Xin chào các em học sinh lớp 9 đến với bộ môn lịch sử. Cô xin tự giới thiệu, cô tên Tô Thanh Sương, hiện là giáo viên bộ môn lịch sử, đang công tác tại trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, quận Tân Phú. Trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài số 2 của chương 1, Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Để học tốt bài học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị một số dụng cụ học tập như sau: sách giáo khoa, vở ghi bài, giấy ghi chú, thước, bút. Phần nào quan trọng, các em hãy ghi vào vở nhé. Bây giờ, cô mời các em cùng cô mở sách giáo khoa trang số 9 để tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Đến với bài số 2, chúng ta có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết. Nội dung thứ hai, cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu. Nội dung thứ ba, Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000. Phần 3 là phần không có trong chương trình sách giáo khoa hiện hành. Đây là phần kiến thức trong chương trình giáo dục phổ thông mới được bổ sung thêm. Ở bài số 2, yêu cầu cần đạt dành cho các em. Có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất nằm ở nội dung 1 la mã và 2 la mã. Các em phải giải thích được sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Và yêu cầu thứ hai nằm ở phần 3 la mã. Các em phải nêu được tình hình kinh tế, chính trị của Liên bang Nga từ năm 1991 đến nay. Trước khi tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy khái quát lại quá trình phát triển của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 2000. Các em sẽ dễ ghi nhớ và hình thành tư duy khái quát. Các em hãy quan sát trục thời gian mà cô đưa ra sau đây. Quá trình phát triển của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 2000 có thể chia ra làm 4 giai đoạn khác nhau với những nhiệm vụ và đặc trưng khác nhau. Ở bài số 1, các em đã tìm hiểu giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1973. Và bài số 2, các em sẽ tìm hiểu giai đoạn từ năm 1973 đến năm 2000. Để gợi cho các em nhớ lại những kiến thức đã học ở bài số 1, cô có một câu hỏi đặt ra cho các em. Các em hãy khái quát lại sự phát triển của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1973. Các em có một phút để trả lời câu hỏi. Các em hãy bấm nút tạm dừng để suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. Từ năm 1945 đến năm 1950, đây là giai đoạn Liên Xô khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Giai đoạn thứ hai là từ năm 1950 đến năm 1973. Liên Xô xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội và đạt rất nhiều thành tựu quan trọng. Giai đoạn thứ ba, năm 1973 đến năm 1991, đây là giai đoạn Liên Xô lâm vào khủng hoảng, tiến hành cải tổ nhưng vẫn sụp đổ. Và giai đoạn thứ tư, từ năm 1991 đến năm 2000, đây là giai đoạn Liên Xô lâm vào khủng hoảng, tăng trưởng, khôi phục và phát triển. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu giai đoạn thứ ba và giai đoạn thứ tư qua bài học ngày hôm nay. Nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay đến với phần 1 La Mã, sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết. Để tìm hiểu nội dung này, cô có 3 câu hỏi đặt ra cho các em. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Liên Xô lại tiến hành cải tổ? Câu hỏi thứ hai, quá trình cải tổ diễn ra như thế nào? Câu hỏi số 3, kết quả của công cuộc cải tổ ra sao? Các em có 2 phút để suy nghĩ. Các em hãy bấm nút tạm dừng
và trả lời câu hỏi nhé. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu và trả lời. Trước hết, các em hãy nghiên cứu tìm hiểu bối cảnh của Liên Xô trong giai đoạn này. Yếu tố nào đặt ra Liên Xô cần phải thay đổi? Bao gồm cả hai yếu tố, đó là yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về yếu tố khách quan trước. Thời điểm vào năm 1973, diễn ra một sự kiện ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước trên thế giới. Đó chính là cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Vào ngày 17 tháng 10 năm 1973, khi các nước thuộc tổ chức các quốc gia Ả Rập xuất khẩu dầu mỏ, các nước Ả Rập trong OPEC cùng Ai Cập và Syria quyết định ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang các nước ủng hộ Israel trong cuộc chiến tranh Yom Kippur chống lại Ai Cập và Syria, gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước Tây Âu. Sự kiện này đã khiến giá dầu thế giới tăng cao đột ngột và gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 1973 đến năm 1975, có quy mô toàn cầu. Và cuộc khủng hoảng dầu mỏ này đã ảnh hưởng đến mọi mặt của Liên Xô, từ kinh tế, chính trị cho đến xã hội. Chính cuộc khủng hoảng này cho thấy rằng để phát triển nền kinh tế không thể dựa vào yếu tố tài nguyên nữa vì nó không phù hợp, mà chúng ta phải dựa vào yếu tố đó là phát triển khoa học kỹ thuật. Như vậy, vấn đề đặt ra cho các quốc gia trên thế giới là phải cải cách. Trên thực tế thì các em đã thấy các quốc gia tư bản như là Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu thì họ đã tiến hành cải cách. Tuy nhiên, chúng ta xét về yếu tố chủ quan. Thì các nhà lãnh đạo của Liên Xô, họ lại nhận thức hoàn toàn khác biệt. Họ cho rằng cuộc khủng hoảng năm 1973 chỉ ảnh hưởng đối với các nước tư bản chủ nghĩa mà không ảnh hưởng đến các nước xã hội chủ nghĩa. Và một điều quan trọng nữa là Liên Xô còn khá là nhiều dầu mỏ, cho nên họ đã chậm đề ra cải cách. Và chính nhận thức sai lầm này đã đưa Liên Xô lâm vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng. Và trong lúc đó, đến năm 1985, đã xuất hiện một nhân vật. Người đó chính là ông Gorbachev. Vào năm 1985, Gorbachev đã trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Ông đã lên nắm quyền và tiến hành cải tổ. Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, vậy thì mục tiêu cải tổ là gì? Mục tiêu là khắc phục những sai lầm trước đó, xây dựng chủ nghĩa xã hội đúng bản chất tốt đẹp của nó. Trong bối cảnh như vậy, mục tiêu đặt ra như vậy thì các em thấy rõ ràng mục tiêu như vậy là đúng. Nhưng cách làm của nó ra sao? Thì chúng ta sẽ xem công cuộc cải tổ diễn ra như thế nào. Thì công cuộc cải tổ của Gorbachev có thể tính là trải qua hai chặng đường. Chặng đường thứ nhất là ông tiến hành cải tổ về kinh tế, tức là chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Tuy nhiên, do công cuộc cải tổ diễn ra ồ ạt, nhanh chóng, thiếu sự chuẩn bị nên cuộc cải tổ dần đi vào bế tắc. Khi đó thì Gorbachev lại nhận thức rằng sự bế tắc này là do vấn đề về chính trị, cho nên ông quyết định chuyển sang cải tổ về chính trị, như là thực hiện chế độ tổng thống đa đảng, cho phép nhiều đảng phái hoạt động. Chính điều này đã đẩy Liên Xô rơi vào tình trạng hỗn loạn và dẫn đến một loạt hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần câu hỏi số 3, đó là kết quả của công cuộc cải tổ. Trên đây là cô có một cái hình ảnh đưa ra cho các em. Đó là vào ngày 23 tháng 8 năm 1991, người dân Litva biểu tình đòi tách khỏi Liên Xô. Và hậu quả của những cải cách đó chính là
vào ngày 19 tháng 8 năm 1991, một số nhà lãnh đạo đã tiến hành đảo chính gốc Ba Chớp, tuy nhiên không thành công. Nhưng điều này đã đưa đến đó là Đảng Cộng sản bị đình chỉ hoạt động. Các nước Cộng hòa trong liên bang rồi ly khai khỏi liên bang. Và ngày 21 tháng 12 năm 1991, các nước Cộng hòa ly khai, thành lập các quốc gia độc lập SNG. Sự kiện cuối cùng đó là Gorbachev đã hành động nhằm để giữ lại danh dự của mình. Vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, Gorbachev đã từ chức. Lá cờ Liên bang Xô Viết tại Điện Kremlin bị hạ xuống, đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Liên Xô sau 70 năm tồn tại. Như vậy, sau khi chúng ta đã tìm hiểu nội dung phần 1 La Mã, các em có thể chốt ý và ghi bài. Các em bấm nút tạm dừng để ghi vào vở nhé. Như vậy thì tình hình của Đông Âu như thế nào? Cô mời các em sang phần 2 La Mã, cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu. Trước những khó khăn như thế, thì những nhà lãnh đạo của Đông Âu đã có những chính sách gì? Về cơ bản, thì Đông Âu cũng giống như Liên Xô, cũng rơi vào khủng hoảng, cũng cải tổ, rồi sụp đổ. Và sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu có thể nói là sự sụp đổ của một mô hình nhà nước còn nhiều thiếu sót. Và sự thiếu sót đó là gì? Sau đây, cô có một câu hỏi đặt ra cho các em. Các em hãy dựa vào sách giáo khoa để trả lời câu hỏi nhé. Quá trình khủng hoảng ở các nước Đông Âu diễn ra như thế nào và kết quả ra sao? Các em có một phút để trả lời câu hỏi. Các em hãy bấm nút tạm dừng và trả lời câu hỏi nhé. Như vậy, từ cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ 20, các nước Đông Âu lâm vào khủng hoảng. Cuối năm 1988, khủng hoảng lên đến đỉnh cao. Và cuối năm 1989, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu. Ngày 28 tháng 6 năm 1991, SEV ngừng hoạt động. Ngày 1 tháng 7 năm 1991, tổ chức Hiệp ước Warsaw giải tán, chấm dứt sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu nội dung phần 2 La Mã. Các em hãy chốt ý và ghi vào vở những ý quan trọng. Sau đây, cô sẽ chốt lại nguyên nhân sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. Có bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan. Nguyên nhân thứ hai, không bắt kịp sự phát triển khoa học kỹ thuật. Nguyên nhân thứ ba, mắc sai lầm trong quá trình cải tổ. Và nguyên nhân thứ tư, đó chính là sự chống phá của các thế lực thù địch. Bây giờ, cô và các em sẽ sang phần ba La Mã. Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000. Ở phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai phần là kinh tế và chính trị. Liên bang Nga là một quốc gia kế tục của Liên Xô. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần kinh tế nhé. Các em nhìn lên màn hình. Đây là biểu đồ tốc độ tăng trưởng GDP kinh tế của Liên bang Nga giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2005. Các em có nhận xét gì? Thì nhìn vào biểu đồ, các em thấy được là nền kinh tế của Liên Xô từ trước năm 1996 là tăng trưởng âm. Sau năm 1996 thì kinh tế bắt đầu phục hồi và tăng 9% năm 2000. Về mặt chính trị, Hiến pháp năm 1993, Liên bang Nga theo chế độ tổng thống liên bang từ năm 1992 đến năm 1999. Nước Nga đứng trước hai thử thách lớn. Thử thách thứ nhất
là tình trạng không ổn định về chính trị, và thứ hai là những cuộc xung đột sắc tộc. Như các em đã biết, nước Nga là quốc gia đa sắc tộc, có trên 185 nhóm dân tộc. Từ năm 2000 thì Nga có nhiều chuyển biến khả quan về kinh tế, chính trị, xã hội, vị thế quốc tế. Bây giờ, để thay đổi không khí, cô mời các em sẽ viếng thăm Liên bang Nga thông qua một video. Chúng ta sẽ viếng thăm bằng phương thức là qua màn hình, màn ảnh nhỏ. Sau khi các em xem phần video thì các em hãy đưa ra nhận xét về tình hình kinh tế, xã hội của Liên bang Nga hiện nay nhé. Moscow. Moscow is the dream city for the majority of Russians. Salaries here are 3 to 5 times higher than in the rest of the country. The Moscow subway serves 9 million passengers a day. This is more than the subways of New York and London combined. Everybody's running and no one speaks English. That's how foreigners describe the city. In 2016, Moscow was the third city in the world with the largest number of billionaires. 60 people to be exact, just right after New York and Hong Kong. St. Petersburg. One of the most beautiful cities in Russia, North Venice, famous for its drawbridges and white knights. Foreigners adore St. Pete and say it reminds them of Paris and Rome. On Nevsky Prospect, there is a higher chance of hearing foreign speech than Russian. Novosibirsk, the third largest city. It's a city in Siberia and the scientific capital of Russia. It's famous for its Akademgorodok, which accommodates several research institutions. One of the greenest cities in Russia. Yekaterinburg is a phenomenal place with a deep history and a rich culture. The gateway between Europe and Asia, the hometown of Russia's first president, the world leader in consumption of mayonnaise, according to the Guinness Book of World Records. But seriously, Yekaterinburg is one of the most developed post-industrial areas in the country, which has its valuable natural and intellectual resources. Kazan, the capital of Tatarstan, the largest port on the bank of the Volga. It has two cultures, Tatar and Russian, peacefully coexistent. The main attraction is, of course, the Kazan Kremlin. And the fastest growing city in Russia, Krasnodar. Many residents of the northern regions move here for a warmer climate. It's near the mountains and only 2-hour drive from the Black Sea coast. Villages in Russia are in a deplorable state. The rural population is shrinking everywhere. People are living for larger cities. Many villages have been abandoned altogether. Sadly, there is no place for them in modern Russia reality. In most villages today, the hope for a future is slowly disappearing, and with that disappears a very important part of the Russian culture. Secondary education is very fundamental and is in no way inferior to the Western, and in many ways it surpasses it. Russia has been suffering from brain drain ever since the collapse of the USSR. Many people are overqualified for their positions, and in small towns there are simply no opportunities for them to build a career, which forces young professionals to move to Moscow or abroad. In 2013, Russia was visited by 28 million tourists. The most popular destinations are Moscow and St. Pete, of course, resorts of Krasnodar region, ski resorts, the Golden Ring of Russia, and cruises along the Volga. Foreigners love long trips along the Trans-Siberian Railroad, visiting Altai Mountains and Lake Baikal, traveling to Kamchatka volcanoes, and cruises on an icebreaker to the Russian Arctic National Park. Như vậy, sau khi chúng ta xem đoạn video trên, thì các em thấy rằng là nền kinh tế của Liên bang Nga hiện nay rất phát triển. Năm 2020, Liên bang Nga có quy mô nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh, Ấn Độ, Pháp, Ý, Canada và Hàn Quốc. GDP theo sức mua đứng hạng thứ 6 thế giới sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật và Đức. Trên đây là quốc kỳ và quốc huy của Liên bang Nga. Liên bang Nga hiện nay tham gia nhiều tổ chức kinh tế chính trị quan trọng như là APEC, WTO, G20,
Từ năm 1994 thì Liên bang Nga chú trọng đặt mối quan hệ với các nước phương Tây, khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì Liên bang Nga còn một số khó khăn và thách thức. Nhiều cuộc xung đột sắc tộc diễn ra. Hình ảnh trên màn hình cho các em thấy rằng là Nga đã hai lần đưa quân vào Chechnya lập lại trật tự. Giai đoạn năm 1994-1995 và giai đoạn năm 1999-2000. Đây là hình ảnh của vị tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga, tổng thống Boris Yeltsin, đắc cử ngày 12 tháng 6 năm 1991. Đây là nhân vật rất nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng đối với nước Nga. Em hãy cho biết ông là ai? Đúng vậy, ông chính là Tổng thống Nga Putin. Ông là một nhà chính trị gia người Nga, cựu thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ ngày 7 tháng 5 năm 2000 cho đến ngày 7 tháng 5 năm 2008. Là Tổng thống thứ tư của Nga từ ngày 7 tháng 5 năm 2012. Ông đảm nhiệm chức vụ này thể theo hiến pháp từ ngày 31 tháng 12 năm 1999 sau khi nguyên tổng thống Boris Yeltsin từ chức. Để ghi nhớ kiến thức đã học, cô mời các em đến với một trò chơi, đó là trò chơi hái táo. Thể lệ trò chơi như sau. Các em hãy chọn một quả táo bất kỳ trên cây và trả lời câu hỏi theo nội dung của quả táo đó. Nếu trả lời đúng, các em sẽ có một điểm cộng. Mỗi câu hỏi, các em có 5 giây để trả lời. Bây giờ, cô và các em cùng bắt đầu trò chơi nhé. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Vì sao những năm 80 của thế kỷ 20, Liên Xô lại rơi vào tình trạng kỳ trệ, khủng hoảng? Đáp án A. Do bị các nước phương Tây bao vây cấm vận. Đáp án B. Do nguồn khí đốt của Liên Xô bị cạn kiệt. Đáp án C. Do Liên Xô không chịu thay đổi trong bối cảnh mới. Đáp án D. Do Liên Xô không chú trọng kinh tế. Các em có 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đáp án cuối cùng đó chính là đáp án C. Do Liên Xô không chịu thay đổi trong bối cảnh mới. Tiếp theo câu số 2. Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô bị sụp đổ? Đáp án A. Cuộc đảo chính lật đổ Gorbachev. Đáp án B. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động. Đáp án C. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập. Đáp án D. Lá cờ Liên bang Xô Viết ở Điện Kremlin bị hạ xuống. Các em có 5 giây để trả lời. Và đáp án cuối cùng là đáp án D. Lá cờ Liên bang Xô Viết ở Điện Kremlin bị hạ xuống. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Nội dung của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là gì? Cô có 4 đáp án. Đáp án A. Cải tổ về kinh tế. Đáp án B. Cải tổ hệ thống chính trị. Đáp án C. Cải tổ xã hội. Đáp án D. Cải tổ kinh tế, chính trị và xã hội. Các em có 5 giây để trả lời nhé. Đáp án cuối cùng là đáp án D. Cải tổ kinh tế, chính trị và xã hội. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4. Tổ chức Hiệp ước Warsawa tuyên bố giải thể năm nào? A. Năm 1989. B. Năm 1990. C. Năm 1991. D. Năm 1992. Và đáp án cuối cùng đó chính là năm 1991, đáp án C. Còn câu hỏi cuối cùng là câu số 5. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau.
Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm lớn nào? A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp. C. Rập khuôn cứng nhắc mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, không phù hợp với hoàn cảnh đất nước. D. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế. Các em có 5 giây để trả lời. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và đáp án C là đáp án chính xác. Rập khuôn cứng nhắc mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, không phù hợp với hoàn cảnh đất nước. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành 5 câu hỏi để ôn lại kiến thức đã học. Bây giờ cô có 2 câu hỏi bài tập dành cho các em. Câu hỏi thứ nhất, em hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Câu hỏi thứ hai, theo em, Việt Nam rút ra được bài học gì để xây dựng đất nước? Các em hãy làm vào vở để ghi nhớ nhé. Hoạt động nối tiếp. Các em, cô có 3 dặn dò dành cho các em. Thứ nhất là hoàn thành bài tập câu số 1, số 2. Thứ hai là xem lại bài đã học. Thứ ba là chuẩn bị bài 3. Đọc trước bài, trả lời câu hỏi, sách giáo khoa trang 14. Bài học đến đây là kết thúc. Kính chúc quý thầy cô và các em nhiều sức khỏe.